Kính chào các quý vị đồng nghiệp, các quý vị khán giả quan tâm đến chương trình. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mai Phương. Hôm nay sẽ rất là vui được trình bày với các quý vị một cái bài về cái điều trị ung thư tiền liệt tuyến, kháng các tinh hoàn di căn. Mà những cái điểm mới từ dữ liệu cho tới khuyến cáo. Trước hết phải xác định khái niệm kháng các tinh hoàn là gì. Theo Hiệp hội Y học Châu Âu thì kháng các tinh hoàn được định nghĩa là bệnh nhân đã cắt tinh hoàn và đạt được cái ngưỡng testosterone dưới 50 nanogram trên decilit, có kèm theo tiến triển về mặt sinh học hoặc về mặt hình ảnh. Trong đó tiến triển về mặt sinh học được xác định là cái nồng độ PSA tăng 3 lần liên tiếp cách nhau mỗi tuần, trong đó ít nhất 2 lần tăng trên 50% và chỉ số tuyệt đối PSA lớn hơn được bằng 2 nanogram trên mililit. Còn tiến triển về mặt hình ảnh học đó là có xuất hiện 2 tổn thương xương trở lên trên dạ hình xương hoặc có tiến triển mô mềm theo tiêu chuẩn RECIST. Có không có cái đèn nhỉ? Có cái đèn nữa không nhỉ? Không có đèn đúng không? Tuyến giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn và những yếu tố mới này thật sự là một chương trình rất là hay trong chương trình. Kính mời bác sĩ Phương ạ. Dạ vâng, xin thưa một chút về cái vấn đề kỹ thuật ạ. Xin được trình bày tiếp về vấn đề khái niệm kháng các tinh hoàn, đó là tiến triển về mặt hình ảnh học. Là gì? Là bệnh nhân có xuất hiện từ 2 tổn thương xương trở lên trên dạ hình xương hoặc là có tiến triển mô mềm theo cái tiêu chuẩn RECIST. Vậy thì những con đường nào dẫn tới cái giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn? Đó là những bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến và đã được điều trị ADT nhưng kháng lại, và có thể từ 3 nguồn. Nguồn thứ nhất đó là những bệnh nhân đã di căn nhạy nội tiết MHSPC. Nguồn thứ hai là từ những bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến tại chỗ tại vùng. Và nguồn thứ ba là từ những bệnh nhân kháng các tinh hoàn chưa di căn trước đó. Khi mà mình điều trị đã thất bại với ADT rồi thì liệu những cái thuốc gì là cái cơ hội có hiệu quả cho giai đoạn MCRPC đây? Thì có rất nhiều những nghiên cứu và dưới này là tổng hợp những cái thử nghiệm chứng minh lợi ích sống còn trong giai đoạn này. Đây là những thử nghiệm rất lớn trên hàng nghìn bệnh nhân, từ 500 đến khoảng 1.700 bệnh nhân. Và kết quả cho thấy rằng khi mình so sánh giữa một bên là điều trị ADT đơn thuần, ở một bên là mình điều trị ADT kết hợp với một trong những thuốc khác, thì thấy rằng khi kết hợp thuốc khác này đều làm tăng cái thời gian, làm tăng cái đáp ứng và giúp bệnh nhân giảm cái nguy cơ tử vong từ 20 đến 30%, và thậm chí có những thuốc làm giảm nguy cơ tử vong đến 40%. Và giúp bệnh nhân kéo dài cái thời gian sống còn thêm từ 2 đến 5 tháng. Trong các cái nghiên cứu này, người ta phân làm hai nhóm, nhóm trước hóa trị và nhóm sau hóa trị. Nhóm trước hóa trị thì có 4 nghiên cứu lớn, đó là nghiên cứu QA302, so sánh giữa việc dùng abiraterone kết hợp với ADT với việc dùng ADT đơn thuần trên những bệnh nhân mà không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ và không có di căn tạng, thì thấy rằng abiraterone giúp giảm tới 19% nguy cơ tử vong và làm tăng sống thêm của bệnh nhân đến 4,4 tháng. Nghiên cứu thứ hai đó là nghiên cứu PREVAIL, một bên dùng ADT và một bên là dùng kết hợp với enzalutamide, thì cũng giúp những cái bệnh nhân mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ kéo dài cuộc sống thêm 2,2 tháng. Một nghiên cứu về thuốc docetaxel, đó là so sánh giữa docetaxel với prednisolone, so sánh với việc dùng mitoxantrone kết hợp với prednisolone, thì cũng giúp kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân thêm 2,4 tháng. Nghiên cứu tiếp theo đó nghiên cứu IMPACT, so sánh giữa việc dùng cipolacelt với việc placebo, thì cũng cho thấy cái hiệu quả bệnh nhân sống thêm khoảng 4,1 tháng. Như vậy rõ ràng ở cái nhóm MCRPC trước hóa trị thì có đến 4 thuốc cho thấy hiệu quả, đó là abiraterone, enzalutamide, docetaxel và cipolacelt. Nhưng mà trên những cái đối tượng
có khác nhau. Ví dụ bệnh nhân có triệu chứng hay không triệu chứng nhẹ hay là nặng và có di căn tạng hay không di căn tạng. Còn đối với nhóm sau hóa trị thì sao, cũng có 4 nghiên cứu. Đó là nghiên cứu qua 301. Những bệnh nhân dùng abiraterone kết hợp với cả prednisolone ADT so với ADT đơn thuần cũng cho thấy cái hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu AFIRM cũng khẳng định hiệu quả của enzalutamide và nghiên cứu của Chopic cũng khẳng định cái hiệu quả của capacitacel. Nghiên cứu Asimka cũng khẳng định hiệu quả của radium 223. Như vậy rõ ràng là đối với cái nhóm sau khi thất bại về hóa trị thì có 4 thuốc được sử dụng và có chứng minh hiệu quả, đó là thuốc abiraterone, enzalutamide, capacitacel và radium 223. Như vậy là sau thất bại với cả hóa chất chúng ta có rất nhiều những lựa chọn. Vậy vì nếu chúng ta phân ra cái việc thất bại với cả nội tiết thì sao? Nếu chúng ta thất bại với thuốc nội tiết mới thì chúng ta có thể sử dụng hóa trị. Nhưng nếu mà thất bại cả với hóa trị rồi thì liệu có sử dụng thuốc nội tiết mới tiếp theo được không? Thì các cái khuyến cáo đều cho rằng là không nên, người ta không ủng hộ cái việc là mình điều trị liên tục thuốc nội tiết này chuyển sang nội tiết khác. Kể cả ESMO hay là Hội Liên Hiệp Châu Âu hay Hội Liên Hiệp Mỹ hoặc là NCCN đều không khuyến cáo cái việc điều trị liên tục thuốc nội tiết mới như thế này. Và cụ thể thì khuyến cáo của Hội Liên Hiệp Châu Âu 2022 có một khẳng định rất là mạnh với các bình chứng rất là mạnh về cái vấn đề lựa chọn điều trị như thế nào. Khi lựa chọn điều trị cái MCRBC thì ta phải dựa vào những yếu tố sau. Thứ nhất đó là thể trạng, thứ hai đó là những triệu chứng của bệnh, mức độ lan rộng của bệnh và đặc biệt là cái điều trị trước đó của bệnh nhân như thế nào, các bệnh lý phối hợp ra sao và những đột biến gen của bệnh nhân cũng như những cái khả năng tiếp cận và lựa chọn của bệnh nhân. Ngoài ra thì có một cái khuyến cáo ở mức độ tương đối, đó là việc người ta khuyến cáo là tránh sử dụng tuần tự các cái thuốc kháng androgen. Ví dụ như là mình không nên dùng abiraterone thất bại chuyển sang enzalutamide hoặc là enzalutamide thất bại chuyển ngay sang abiraterone. Như vậy là nó sẽ có thể có những cơ kháng đề kháng chéo dẫn tới làm giảm cái hiệu quả của bệnh, của việc điều trị bệnh. Từ đó cái nhu cầu lâm sàng đặt ra rằng là sau khi thất bại với thuốc nội tiết mới thì cần có những cái thêm những cái phương pháp để tiếp cận với việc điều trị. Gần đây các nghiên cứu thấy rằng ung thư tiền liệt tuyến di căn không phải là một cái sự đồng nhất, thuần nhất mà đó là cái sự đa dạng về sinh học phân tử. Trong đó người ta phát hiện tới 23% các cái trường hợp nó có đột biến theo con đường tại sửa chữa ADN. Mà trong đó thì hai cái gen là PRCA1, PRCA2 là hai những cái gen phổ biến nhất trong cái đột biến của cái nhóm đột biến tại tổ hợp tương đồng HAA. Khi mà bệnh nhân mà có cái đột biến sửa chữa tại tổ hợp tương đồng này thì cái tiên lượng nó rất là kém so với cái trường hợp mà bệnh nhân không có đột biến. Nếu như mình sử dụng các phác đồ chuẩn hiện tại, đó là phác đồ chuẩn hiện tại là những gì nhỉ, là hóa chất này, là nội tiết mới này. Thế thì và những cái phương pháp khác thì thấy rằng là sống thêm toàn bộ của cái nhóm mà có đột biến PRCA1, PRCA2 nếu mà dùng các phương pháp điều trị chuẩn hiện tại thì sống thêm chỉ có 17,4 tháng thôi. Ở trong khi đó mà cái nhóm mà không có đột biến HAA này thì sống thêm rất là dài tới 33 tháng. Như vậy rõ ràng cái nhóm mà không đột biến thì điều trị là có hiệu quả hơn là những cái nhóm mà có đột biến. Chính vì vậy mà NCCN đã đưa ra cái việc khuyến cáo xét nghiệm đột biến tái tổ hợp tương đồng HAA trên những cái bệnh nhân ung thư tiền tuyến đã di căn. Trước mắt chúng ta sẽ tìm hiểu rằng là cái con đường tổn thương DNA và cơ chế sửa sai như thế nào để có thể tìm hiểu cái cách tiếp cận điều trị mới cho cái bệnh ung thư tiền tuyến di căn. Ta thấy rằng là một cái ADN chúng ta thường xuyên có những yếu tố tác động làm cho bệnh nhân bị đứt gãy cái chuỗi đơn của ADN, và chính sự đứt gãy chuỗi đơn này sẽ dẫn đến sự đứt gãy chuỗi đôi và bệnh nhân sẽ bị các cái tế bào sẽ bị chết do ADN bị tổn thương, bị đứt gãy. Và cái cơ chế bình thường của cơ thể chúng ta là sẽ có hai cái nhóm để sửa chữa hai cái tổn thương này, đó là cái gen PAP
giúp làm hồi phục các cái đứt gãy chuỗi đơn và các cái sửa chữa tái tổ hợp tương đồng để khắc phục những đứt gãy chuỗi đôi. Nó như là một hai cái mượt khóa của một cái nhà, khi mà qua cái cổng khóa cổng rồi đã qua cái khóa cửa là sẽ vào được nhà. Và kẻ trộm của chúng ta là gì? Ở đây khi bệnh nhân đã có đứt gãy chuỗi đôi, tức là bị mất cái khả năng mất một cái khả năng của cái khóa bên trong, thì thuốc ức chế PAP đã lợi dụng cái điều này để ức chế cái enzyme PAP, giúp cho không thể tái tổ hợp, không thể nào mà sửa chữa gãy chuỗi đơn được, và từ cái chuỗi đơn này dẫn đến là gãy chuỗi đôi và tế bào sẽ bị chết, dẫn đến khối u sẽ bị tiêu diệt. Tóm tắt cái cơ chế tác động của thuốc ức chế PAP là gì? Olaparib là một thuốc ức chế PAP mạnh, ngăn cản việc sửa chữa đứt gãy sợi đơn và từ đó dẫn đến đứt gãy sợi đôi của ADN. Và olaparib thì gây chết tế bào ung thư có đột biến gen ở con đường sửa chữa tái tổ hợp tương đồng. Từ đó người ta đưa ra một cái nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị MCRPC theo cái dấu ấn sinh học phân tử, đó là nghiên cứu pha 3 profile. Thiết kế nghiên cứu này là gì? Đó là những bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến kháng các tinh hoàn di căn đã tiến triển sau khi điều trị một thuốc nội tiết hormone mới, đó là ABI hoặc ENZA. Và bệnh nhân có đột biến ít nhất một gen trong cái nhóm HAA tái tổ hợp tương đồng. Sau đó được chia làm hai, ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm có hot A, đó là những cái đột biến gen thường gặp của HAA, bao gồm BRCA1, BRCA2 hoặc là ATM. Và nhóm thứ hai đó là những cái đột biến gen HAA khác. Ở tại hai nhóm này thì được chia ra làm hai cái nhóm điều trị khác nhau. Một nhóm là điều trị theo lựa chọn của bác sĩ, thầy thuốc thông thường. Và lựa chọn thứ hai là sử dụng một thuốc mới, đó là olaparib. Và cái tiêu chí chính đánh giá đây là gì? Đó là tiến triển về mặt hình ảnh học ở nhóm cohort A. Tiêu chí phụ là cùng với nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí về tỷ lệ đáp ứng khách quan và sống còn toàn bộ. Kết cục của nghiên cứu thấy rằng sống còn không bị tiến triển về hình ảnh học của cái nhóm mà sử dụng các cái điều trị thông thường của thầy thuốc chỉ có 3,5 tháng. Trong khi đó, bệnh nhân được sử dụng olaparib thì thời gian này lên đến 7,39 tháng với P nhỏ 0,001 và giúp làm giảm tới 66% cái nguy cơ tiến triển của bệnh. Và có một cái kết quả ngoạn mục về thì đáp ứng ở cái nhóm mà điều trị theo các cái lựa chọn của thầy thuốc thì đáp ứng chỉ có 2,3%. Trong khi đó, mình dùng olaparib thì đáp ứng lên tới 33,3%. Đánh giá về sống còn toàn bộ thấy rằng ở cái nhóm sử dụng ở nhóm cohort A có sử dụng các phương pháp theo cái điều trị của thầy thuốc hiện tại thì sống còn toàn bộ chỉ có 14,7 tháng, còn nếu ở cái nhóm mà sử dụng olaparib sống còn lên tới 19,1 tháng và P bằng 0,02 có ý nghĩa thống kê. Chính từ những cái nghiên cứu đã trình bày ở trên mà NCCN đã đưa ra các cái quản lý, các cái khuyến cáo trong quản lý ở cái nhóm MCRPC như sau. Người ta sẽ phân ra làm 4 cái ô, trong đó dựa vào hai tiêu chí là điều trị hóa chất hay chưa, điều trị nội tiết hay chưa. Thì tóm lại về mặt thuốc, cái điều trị ung thư tiền liệt tuyến kháng các thành phần di căn sẽ phải là điều trị duy trì ADT liên tục, kết hợp với một trong những cái nhóm thuốc sau, có thể sử dụng hóa trị là docetaxel hoặc cabazitaxel hoặc mitoxantrone, hoặc có thể dùng thuốc nội tiết mới như là abiraterone hoặc enzalutamide, hoặc dùng các thuốc ức chế PAP như olaparib, rucaparib ở những cái bệnh nhân có đột biến HAA, hoặc một số những điều trị khác như là cibulocelte, pembrolizumab hoặc radium 223. Tuy nhiên tại Việt Nam thì có rất nhiều thuốc là chưa có mặt cũng như chưa được phê duyệt. Cho nên hiện tại ứng dụng ở Việt Nam trên lâm sàng là các bác sĩ chúng tôi thường sử dụng điều trị duy trì ADT kết hợp với một trong các thuốc sau. Đó là hóa trị docetaxel, hoặc thuốc nội tiết mới abiraterone hoặc enzalutamide, hoặc là thuốc ức chế PAP là olaparib, hoặc các điều trị khác như pembrolizumab. Từ cái khuyến cáo của NCCN cũng như những cái thực tế lâm sàng các cái thuốc hiện có ở Việt Nam, chúng tôi đưa ra những cái tình huống mà thường gặp trên lâm sàng. Tình huống thứ nhất đó là bệnh nhân chưa được điều trị thuốc nội tiết mới và cũng chưa được hóa trị thì rất là dễ lựa chọn
chúng ta có thể sử dụng hóa trị như docetaxel, hoặc là có thể sử dụng các thuốc nội tiết mới như abiraterol hoặc enzalutamide. Tình huống thứ hai đó là những bệnh nhân mà chưa điều trị nội tiết mới nhưng đã được điều trị docetaxel rồi. Thế thì tất nhiên là chúng ta sẽ lựa chọn các thuốc nội tiết mới như là abi hoặc enza. Ngoài ra có thể dùng các thuốc điều trị hóa trị khác như capacitaxel, tuy nhiên là không có ở Việt Nam. Tình huống thứ ba đó là những bệnh nhân đã dùng nội tiết mới rồi nhưng chưa được điều trị docetaxel. Thế thì khi đó lựa chọn của chúng ta là có thể dùng docetaxel, hoặc những trường hợp có đột biến HAA thì có thể được sử dụng cái olaparib. Còn việc mình dùng các thuốc nội tiết mới thì theo các khuyến cáo đã nêu ở trên là cũng rất là cân nhắc và hạn chế. Chỉ sử dụng trong những trường hợp bệnh nhân không có khả năng dung nạp mà hóa trị cũng như là không có đột biến HAA. Tình huống tiếp theo đó là bệnh nhân mà đã dùng cả hai cái đó rồi, dùng cả hóa trị rồi và dùng cả nội tiết rồi thì lựa chọn là rất là khó khăn. Trên NCCN có đưa ra rất là nhiều các cái lựa chọn khác nhau, tuy nhiên là hầu hết cũng chưa có ở Việt Nam. Ví dụ như là netolimum N777 thì cũng chỉ được sử dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân mà có cái dương tính trên cái chụp trên cái PSMA, hoặc là có thể sử dụng cái pembrolizumab cho những cái trường hợp mà bệnh nhân có các cái có những cái tiêu chí đầy đủ của pembrolizumab, và đặc biệt là những bệnh nhân mà có đột biến HAA thì bệnh nhân có điều kiện nên sử dụng cái olaparib. Như vậy với những cái trình bày ở trên, chúng tôi có những kết luận sau. Việc điều trị giai đoạn ung thư tiền tuyến kháng các tế bào di căn có nhiều những cái cơ hội lựa chọn các thuốc khác nhau, tăng cả đáp ứng sống còn và chất lượng sống. Tuy nhiên thách thức là làm thế nào để tối ưu hóa điều trị và trình tự nào là tốt nhất cho bệnh nhân thì chúng ta cần phải cân nhắc dựa vào những yếu tố sau. Trước hết là bệnh nhân trị liệu trước đó là thuốc gì, thứ hai thể trạng ra sao, triệu chứng mức độ gánh nặng của bệnh tật thế nào, các bệnh lý kèm theo, tình trạng đột biến gen, sự sẵn có của thuốc cũng như cái điều kiện kinh tế và sở thích của bệnh nhân. Ở cái giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn là một thời gian của bệnh nhân là không còn nhiều và cần có một quyết định chiến lược điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Qua bài trình bày dưới đây cũng rất mong các quý vị đồng nghiệp sẽ có được những nhận định của mình và có những lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân để hưởng lợi ích cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn.